Rồi, xin chào. Xin chào hai bạn. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Xin chào chị Hồng Vân. Xin chào anh Quốc Thuận. Em tên là Lâm Phát Đạt. Năm nay 33 tuổi, nghề nghiệp là công nghệ thực phẩm. Dạ, em tên hơi ngộ ngộ một tí, khó đọc lắm. Em tên là Trần Thị Kim Len. Nhưng mà... Len hả? Dạ đúng Len. Rồi. Len sợi á? Dạ, không phải. Len L. Len ở đây là Len, mà L, E, L. L. Len. Đúng rồi. Ủa sao cái tên của em lại là Kim Len? Khó đọc dữ vậy. Bởi vì ai kêu em cái gì là em cũng biết kêu em chứ. Mấy bạn kêu là... Cà le, le le, chứ không có kêu Kim Len, khó đọc quá. Nhưng mà tại sao ba mẹ lại đặt tên như vậy? Cái này là do bà nội đặt. Một phần nhiều khi viết sai chính tả. Đúng. Tại vì khi nghe là kể lại á, khi ra phường đăng ký á, người ta hỏi viết đúng chưa, cái cha mới nói là đúng rồi. Mà em có bao giờ em hỏi cha hoặc mẹ hỏi là cái ý nghĩa của cái tên này không? Không có ý nghĩa. Viết đại. Nhưng mà là em là người gốc, có gốc có lai gì không? Dạ dân tộc. Dân tộc gì em? Dân tộc Kinh. Em đã lừa Thuận một cú ngoạn một. Dạ thật là dân tộc rồi, Kinh. Rồi Kim Len là năm nay bao nhiêu tuổi, công việc như thế nào? Dạ năm nay em 35 tuổi. Cũng ngành chung với chồng em là công nghệ thực phẩm. Đang làm ở văn phòng. Như vậy là Kim Len lớn hơn anh xã 2 tuổi đúng không? Dạ đúng. Rồi hai người lần đầu tiên gặp nhau như thế nào? Lần đầu tiên thì em gặp bà xã em là em không có biết mặt bạn này. Mà em ở chung với một cái thằng bạn. Xong sau đó em đi dọn nhà trọ. Do lúc đó em vừa học cao học mà em lại vừa phải đi làm. Ban ngày em đi làm thì em không có thời gian đem dọn. Thì em đã dọn đồ sẵn. Cái thằng bạn nó rủ bà này: thôi bà biết nó không? Nó nói không. Nhưng mà thôi bà vô bà dọn giùm đi. Ừ. Thôi thấy vậy cái bà cũng chạy vô bà dọn mà bà đâu biết mặt mình. Bà cũng chạy vô bà dọn. Mình cũng thấy bà này lạ nha. Bà đã dọn đồ vô xong thì qua một ngày hôm sau đi học. Thì buổi tối vào á thì em vào trường Bách Khoa. Em mới nói để kiếm bà trả ơn. Cái mua cho bà ổ bánh mì. Mà vô gặp trường Bách Khoa đứng ngay cái khu sau đại học á. Bà đứng bà cười như một con điên. Mà bà cười bà vỗ bàn vỗ ghế. Bà đứng như một thằng đàn ông vậy đó. Bà cười ngắt nghiến nữa. Nói chỗ con này bị khùng hay sao trời. Còn có đưa bánh mì không? Xong cái cũng cho ổ bánh mì. Nói là cảm ơn dọn trọ giùm. Nhưng mà nói chung là không có ấn tượng. Nhưng mà còn em thì sao? Khi mà em nhận cái ổ bánh mì và em biết được đây là cái bạn mà mình đã dọn giùm á, thì em có cảm thấy có ấn tượng với bạn này không? Nói chung là tánh em thì rất là mạnh mẽ. Nhưng mà gặp bạn này lần đầu tiên hả, áo sơ mi bỏ áo ông thùn, tóc chải bẻ ba, đeo kính cận, mặc áo khoác, laptop thì để một bên, đi giày ba ta, như là một thư sinh vậy đó. Chói gà không chặt ở trong đầu em cứ nghĩ là bạn này chỉ học không làm được chuyện gì. Mà đặc biệt con trai gì mà nó trắng ơi và trời ơi, đi ra ban đêm mà nó trắng dữ lắm luôn. Trắng như bông bự. Dạ, rồi lúc em gọi bạn này là gì? Là cưng, cưng, ở miền Tây gọi là cưng. Cưng với chị hả? Nhưng mà có cái cảm giác gì thân thiện lắm không? Không, nó không có cảm giác gì. Tại vì cái anh này yếu đuối lắm. Vậy thì bao lâu các bạn mới bắt đầu để ý nhau? Em thì em bị hốc hồn trước. Nói chung là quen nhau tầm khoảng 2 tháng. Cái này để em kể cho bạn. Lần thứ hai thì bạn gặp em là lúc đó là mình chơi hội đồng hương. Đi vô trường làm thí nghiệm thì mình mới đem đồ ăn đồ theo. Bạn nói trời bày đặt cũng biết nấu ăn nữa chứ. Cái thì bữa đó mình nấu canh thịt bò với rau xà lách son á. Xong bà ăn húp một chén canh xong bà nói trời ngon dữ. Rồi bà mới phát hiện ra là bà nói chết rồi. Bà để ý trong lòng mà mình đâu có biết. Xong mình cũng nghe mấy đứa bạn nó tâm sự qua lại, nó nói này kia thì mới biết là bà để ý. Là bắt đầu từ đó là bắt đầu mối tình gọi là mối tình chị em đi. Đúng rồi. Nhưng mà bắt đầu khi mà hai đứa bắt đầu yêu nhau rồi á, thì có đổi cách xưng hô không? Khó lắm chị. Nói chung là cái anh này đề xuất là đừng có kêu chị em nữa. Anh này thì anh chủ động anh xưng anh em trước. Còn em thì không có quen nên em một khoảng mấy tháng sau em mới đổi thành tên là xưng tên Len với Đạt. Chứ không có chuyển thành anh em được. Tầm khoảng 6 tháng sau hơn gì đó mới em mới chuyển được thành anh với em. Là tổng cộng thời gian đó là gần 2 năm. Thì sau khi yêu thì có một thời gian khoảng 2 tháng. Thì bạn này bạn có một cái chứng bệnh. Bạn bị giảm tiểu cầu tự miễn mà mình đâu có biết. Xong là bạn tự tâm sự thật với mình luôn. Thế mình nghĩ là thôi nếu đã hai đứa yêu nhau thì thôi cùng cố gắng vượt qua. Thì cái bệnh đó thì thật ra là Việt Nam nó cũng mới phát hiện sau này. Và cũng chưa có cái thuốc điều trị. Thì sau này đến khi bạn phát hiện bạn bệnh được 5-6 năm rồi thì mới có thuốc điều trị.
Thì thuốc điều trị lúc đó là cũng đắt tiền, mà cũng may mắn là lần đầu tiên á, là bạn được làm chụp bạch, là thử nghiệm nhưng mà được hưởng bảo hiểm y tế. Nên là chi phí điều trị á, là 4 lần, mỗi một lần vào thuốc như thế là mấy chục triệu, nhưng mà mình chỉ đóng khoảng 5-6 triệu thôi. Thì vào 4 lần, mỗi một lần là cách nhau một tháng. Căn bệnh của em á, là lúc trước khi quen bạn này là em đã bị căn bệnh đó rồi. Dạ đúng rồi. Đó, nhưng mà tức sau đó em mới nói với bạn này. Bệnh này em đã bị từ lúc mà hồi năm 2 đại học. Rồi xong sau này khi mà lên sau đại học rồi gặp các bạn này. Tại vì em cũng suy nghĩ trong đầu là cái bệnh này nói chung là nó cũng ảnh hưởng tới việc đường con cái sau này á. Mà nhiều khi trong quá trình sinh á, sẽ nguy hiểm. Tại vì cái bệnh này đơn giản là máu khó đông. Đúng rồi. Nói chung là thương thì thương, nhưng mà em muốn làm rõ là muốn phải rõ ràng. Đúng rồi. Thế nhưng mà cái điều này gia đình em có biết hay không? Thật ra là sau cái chương trình này á, đến thời điểm này á, thì thật ra là gia đình bên em cũng không có biết. Và nếu qua chương trình này mà ba mẹ em ở nhà có coi á, thì con cũng gửi lời là cảm ơn ba mẹ. Tại vì con cũng chưa có bao giờ tâm sự với không ba mẹ luôn về điều này. Và thật sự là em cũng sợ tổn thương đến bà xã, là sợ bà xã nghĩ là ví dụ như gia đình bên chồng mà không đồng ý như vậy vậy thì cũng ấy. Nhưng mà cũng may mắn là tụi em khi mà cưới nhau rồi thì cũng có sinh bé đồ bình thường, nó không có ảnh hưởng gì hết. Dạ, mỗi lần là anh này phải từ dưới An Giang á, từ lúc anh thất nghiệp nên anh về quê để mà tìm công việc mới, để hạn chế việc mà trọ đồ này nọ. Anh từ dưới quê lên chăm em. Nói chung bên em thì biết rõ. Nói chung là mẹ em nói là mặc dù hai đứa em mà sau này không có nên duyên vợ chồng thì cũng xem anh này như con cháu, như con tại, trai vì, thôi. Dạ, tại vì cũng đã chăm sóc cho mình. Dạ. Lúc đó rồi tình yêu đã mặn nồng chưa? Nói chung cái nụ hôn đầu tiên của tụi đó, em sao? Lại trong bệnh viện. Với sợ luôn. Nụ hôn đầu tiên của bạn này á, là sau khi mà bạn điều trị bệnh xong á, thì mới bắt đầu á, là tìm cách dụ bạn. Trời đất ơi, bạn này là người phụ nữ truyền thống anh ơi. Sợ lắm. Ủa, lý do sao vậy? Lên em tâm sự đi. Tại sao em lại sợ nụ hôn như vậy? Tại anh này người yêu đầu tiên đó, giờ chưa yêu ai nên ngại lắm. Ủa em dụ sao bả cho em hôn vậy? Thì bữa đó em mới rủ bả đi ra chỗ bến Bạch Đằng á chị. Lúc đó nó còn vắng vắng đấy. Xong trời, một trái dừa mà 60.000 đấy. Mà lúc đó thời sinh viên nghèo gần chết, làm gì có tiền. Xong kêu mỗi đứa một trái dừa. Trời ơi, 120. 120 thì đó. Xong bắt đầu đợi lúc bà cắm cổ cắm đầu bà uống. Bà uống thì bắt đầu quay qua hôn. Hôn má thôi đúng mà không? Mà hôn má thôi. Trời ơi, 120.000 hôn được có cái má thôi. Đứt cái má rồi luôn. Nhưng mà lúc đó chắc chắn là em cũng cảm giác đúng không? Tại vì đưa vô chỗ tối anh. Xong á, sau khi dụ được cái đó rồi, bắt đầu lát dụ tiếp. Dụ tiếp hả? Nhưng mà ngồi ở chỗ đó hả? Ngồi chỗ khác. Đó luôn, dụ tiếp. Dụ sao, dụ sao? Bắt đầu thì mới nói là nhìn kìa. Kiểu là giống như chỉ chân chỉ sao rồi. Bắt đầu là đưa cái mặt sẵn gì nè. Bắt quay qua là cái mồi ba đụng. Là thế là đâu có cho bắt rồi. Phải nắm tay lại. Thiết siết liệt cạp luôn liền. Là lúc đó là lúc đó là mới bắt đầu hôn được. Rồi cái nụ hôn đầu tiên em thấy sao? Lạ. Tại vì trước giờ đâu có quen ai đâu. Nói chung là như đàn ông á, nhìn ai cũng thích. Nhưng mà anh này xuất hiện giống như là gọi là hoàng tử ếch của em á. Em hồi đó em mê phim hoàng tử ếch lắm. Xong sau ngày hôm đó là bạn ấy sợ lắm. Mỗi lần á là rủ đi đâu chơi á là phải đi chỗ Thanh Thiên Bạch Nhật, chứ không có đi chỗ tối nữa. Vậy là chắc tụi em không có cái đêm trước tân hôn đâu ha. Không, tụi em không có đêm trước tân hôn. Giữ cho tới đêm tân hôn luôn. Rồi sao? Cái đêm tân hôn có thú vị không em? Cái đêm tân hôn lãng sợ. Lãng sợ. Cái đêm tân hôn á là hai vợ chồng á là về dưới quê. Bà này bà nói trước khi cưới bà nói thôi anh ơi đợi lên Sài Gòn đi. Nhưng mà chị nghĩ coi, nghĩ sao? Đè nén mà bắt đợi chờ bao nhiêu năm. Nhà em có 10 anh chị em lận. Mỗi người về đám cưới rất là đông. Mà có cái phòng á thì có chút xíu thôi. Mà xung quanh thì cũng còn anh chị ngủ thì em cũng sợ lắm nên là lấy cái màn quanh hết cái phòng lại. Xong á là tối á là lựa thời cơ là mọi người còn đang nói chuyện bàn tán xôn xao, mới 7 giờ ngủ bả vô phòng. Em ơi vô phòng chơi đi, nói chuyện vui lắm. Thì thế là phải giở trò liền chứ. Để không lại xảy nữa làm sao. Thế là cũng làm được nhưng mà thêm cái chổng tre nữa chứ. Nó còn kẹt, 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 kẹt. Làm mà thở. Làm mà thở sợ. Sợ. Cảm giác là người xung quanh người ta biết thì chắc chết. Có vẻ nhẹ nhàng đúng không? Thôi cứ làm mà nhẹ nhàng mà từ từ cho nó xong chuyện. Để cho rồi. Coi như mình có đêm tân hôn đó. Đúng rồi. Là cuối cùng vẫn có đúng không? Dạ vẫn có. Nghe kể tụi tôi không có. Tôi không phải nhiều chuyện đâu. Có muốn bể tim. Nhưng mà em trước khi mà đến với cái đêm tân hôn như vậy đó là em có tưởng tượng và em hình dung ra được cái đêm tân hôn nó như thế nào không? Có lãng mạn như thế nào
em set up đàng hoàng hết chứ bộ. Trong đầu em suy nghĩ là đợi lên Sài Gòn chỉ có hai đứa thôi, giống như một cái không gian lãng mạn nè, nhưng mà mình không có tự nguyện, ảnh đứng đâu đó trong góc phòng, em ngồi ở trên giường á, nhưng mà làm sao để em đi tới cái chỗ đó, tự nguyện đi tới chỗ đó rồi ảnh phải ẵm em lại giường rồi mới được. À, mà cuối cùng là một cái chổng tre, một cái chổng tre có két và những tiếng thở mà sợ hãi kêu thảm là tiếng thở. Em nói là thôi bây giờ giữ đi, lên Sài Gòn đi rồi có, tại vì chứ có mấy ngày là lên rồi. Nhưng mà anh nói sao không, không được, phòng tân hôn mà không có làm gì nó bị xui, nó không may. Trời, bị xui rồi đó. Nhưng mà hôm đó hỏi thiệt em nha, em thấy có tết không? Không. Bữa đó là coi như là cho có thôi đúng không? Em tiếc lắm luôn á, giờ cho em quay ngược thời gian lại em cũng chừa lên trên đây. Rồi bao giờ mới thấy thích? Lên Sài Gòn đúng không? Lên Sài Gòn rồi mới thích. Rồi coi như là tất cả mọi thứ cũng tốt đẹp hết. À, con em nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ gần 7 tuổi. Ừ, 7 tuổi. Là bé trai hay bé gái? Dạ bé trai. Ừ. Tụi em lấy nhau mấy năm rồi? 7 năm. 7 năm rồi đó, nhỏ 7 tuổi. Tất cả mọi thứ. Và trước đó là quen mấy năm nữa đúng không? Dạ. Đã qua thấu hiểu nhau rồi. Rồi giờ ở với nhau thì có những tật xấu gì lòi ra không? Có chứ. Lên. Nói chung anh này là em may mắn lắm. Anh này rất là tỉ mỉ, rất là sạch sẽ. Nói chung là ngủ lúc nào gói cũng hả, có cái khăn trải lên trên gói là biết là sạch sẽ rồi ha. Về nhà là chu toàn cơm nước rồi này kia, đi làm về sớm là có cơm sẵn nóng, pha cà phê sẵn để tủ lạnh cho em luôn. À, nấu cho em, đúng lo rồi. Cho em. Dạ, nhưng mà có tật xấu là cái tô rất là lớn. Không bao giờ gọi là anh cầm cái chổi quét nhà, không bao giờ quét. Anh đi rửa chén không bao giờ làm. Mặc dù bình thường là anh là người về sớm là anh người chuẩn bị hết công việc ở nhà, nấu ăn, nấu đồ rất là ok, nấu rất là ngon. Mà bắt làm là không làm, phải để tự động, tự nhìn thấy làm chứ đừng bao giờ bắt anh làm. Khoái ngọt không? Khoái ngọt nhưng mà ngặt đó, em không có ngọt. Rồi bây giờ tới em đó Đạt. Vợ em thì nói chung là tính tình của bạn này thì thật thà. Với lại cái nữa là bạn giống như là nữ hoàng quan mang vậy. Cái gì cũng lo sợ. Ví dụ như ở dưới quê mà có ai điện về bạn hỏi thăm mà có người ta bệnh cái bắt đầu bạn quan mang. Sáng hôm sau bắt đầu quan mang, trời không biết giờ này uống thuốc chưa, ăn gì giờ trời, không biết giờ này chứ đang làm gì nữa. Kiểu là người thân dưới quê mà có bệnh cái là bả trên này là lo quan mang lắm, lo xa. Kiểu là bả sợ tùm lum thứ. Với cái nữa là suy diễn lung tung. Quan mang với suy diễn là gần gần nhau đó. Dắt xe đi ra đường để đi công việc hay gì á, không biết đi giờ này tới chưa, rồi can đúng giờ để gọi điện, rồi đi không biết có bị gì không, kiểu vậy đó. Rồi cái nữa là bạn này á là không bao giờ dạ, quen em bây giờ ha, làm vợ em 7 năm không bao giờ. Em nói chuyện gì nói cũng ừ chứ không bao giờ dạ. Tại bà ỷ bà lớn 2 tuổi. Đó, bà ỷ bà làm chị, đám âm dưới mà còn làm chị hoài. Thôi trời thật xấu gì. Ghen là một cây luôn. Ví dụ một câu chuyện gì ghen. Ví dụ em mời rủ bạn bè đồng nghiệp á đi ăn, dắt bà đi ăn cùng. Mà em lỡ đi, em gấp đồ ăn cho mấy đứa kia hay em ngồi nói chuyện tắm gẫu nó nhiều quá mà em cười hố hố mà quên gấp đồ ăn cho bà là xong, mặt bà nụ một đống. Nghĩ nói chuyện trong bàn tiệc, nghĩ nói chuyện trên đường về, chở gì hỏi gì cũng không nói hết. Giận trong bao lâu? Một ngày sau mới nói chuyện lại. Ủa rồi hai đứa được có bé trai thôi là chưa có nghĩ là sẽ có thêm bé nào nữa à? Dạ chắc là em có hai bé nhưng mà bé mất lúc 18 tháng là bé bị thoát vị cơ hoành á, mà không hai biết. Vợ chồng không có phát hiện được cái cơ mà nó ngăn giữa cái lồng ngực với lại cái bộ phận nội tạng bên trên tim với phổi ấy, thì khi mà cái cơ đó nó to quá nó vỡ ra thì cái ruột á nó trào lên nó đè cái tim với lại cái phổi đi. Không ai ngờ được là tại vì bé đi rất là nhanh, tức là 5 giờ sáng vô bệnh viện là tới 1 giờ là bé mất. Nên em rất, nói chung là không có cái đó là cuộc đời em rất là may mắn. Chồng con rất là, anh này rất là ok, rất là hoàn hảo luôn. Đối với bản thân em cái căn bệnh không có vấn đề hết á. Em chỉ có cái là cú sốc của em là bé nhỏ. Bây giờ chị nghĩ như vậy nè, mọi chuyện thì nó cũng đã là quá khứ rồi, tụi em còn phải bước tiếp. Tại vì thằng bé nó là 7 tuổi thì nó cũng chưa phải cái tuổi mà gọi là lớn. Mình dồn tất cả những cái gì mà sức khỏe cũng như tình thương của mình dồn cho thằng cu. Rồi thì mình lại tiếp tục nữa, cái đó là trời cho, sẽ có nữa, một em bé nữa. Thì là chị nghĩ là thôi bây giờ thì cái nỗi buồn mình gói lại để mà mình tiếp tục bước, đúng không em?
Đó, giống như là ngày hôm nay mà tụi em tham gia chương trình này là đầu tiên là tụi chị phải rất cảm ơn tụi em. Tụi em quý mến chương trình lắm thì tụi em mới tham gia, đúng không? Dạ, tại vì nói chung lúc đầu em cũng tìm hiểu thì nói chung cũng rất thích, cũng theo dõi rất là lâu rồi. Thì cái yêu cầu chương trình là để mà được mà gặp vợ chồng son là phải từ 5 năm trở lại. Tụi em thì đã vượt quá rồi, đã hơn 7 năm rồi. Nên tụi em chỉ đăng ký gọi là để mà thứ nhất là có một cái kỷ niệm gì trong thời gian yêu nhau cho tới giờ. Tức là tụi em muốn nói là tính thời điểm này đã hơn 7 năm nhưng mà tụi em vẫn giữ được cho tới khoảng 98-99%. Dạ đúng rồi, cho tới cái thời mà mới yêu nhau, mới cưới nhau. Thứ hai nữa là tụi em muốn gọi là lấy lại động lực cho mình để mà có cơ hội để nói ra. Tại thật chất á, cái này là việc mà bé con của em là cũng ít người biết. Nói chung em cũng giữ thời gian rất là lâu rồi, em cảm thấy rất là khó thở khi mình không có được bày tỏ được á, không được thoát ra. Nên tham gia chương trình để mà em lấy lại năng lượng, để mà qua chương trình em có thể nói được và em có thể lấy lại được cái giải tỏa cái... Tức là em giải tỏa được những cái u uất mà em giữ bấy lâu nay, đúng không? Thì thôi, nếu mà cái suy nghĩ của em như vậy chị thấy là hoàn toàn chính xác. Và ngày hôm nay em đã nói ra được, em đã nói ra được rất nhiều thứ từ lúc yêu nhau cho đến thời điểm bây giờ. Thì chương trình thì cũng chỉ mong là sau đây vợ chồng em sẽ lấy lại niềm tin trong cuộc sống nè, là lấy lại cái niềm vui, cái hạnh phúc mà mình đã chịu cái áp lực đó, để rồi sau khi vượt qua tất cả mọi thứ như vậy thì tụi em sẽ lại có một cái tin vui nữa. Thì muốn có thêm không? Chắc là anh Bin phải chúc. Thì anh thay mặt chương trình cảm ơn các em và chúc cho hai vợ chồng sẽ lấy lại phong độ, hưng phấn, hòa hợp và đặc biệt là qua năm sau sẽ là một bé gái đến với gia đình chúng ta. Đó, cái đó hay đó, cái đó hay đó. Trời ơi, nhìn trẻ quá, rất là tin nha. Rồi, chào hai em, mời hai em giới thiệu về mình. Em tên là Thái Minh Tân. Dạ, em sinh năm 1992. Trời đất ơi, ông 7 tuổi, tôi tưởng ông con nít ông đi lấy vợ ông ơi. Tuổi 19 tuổi không á? Dạ. Thì em hiện đang làm chuyên viên bất động sản ở Sài Gòn. Dạ, em quê gốc thì ở Bình Định nhưng mà nhà thì chuyển lên Gia Lai sống khoảng 10 năm. Em chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân ạ. Em tên là Huyền, năm nay em 26 tuổi và em hiện tại em là nhân viên kế toán ạ. Ủa rồi, em quê đâu? Dạ, em quê ở Quảng Bình ạ. Quảng Bình với Bình Định không có liên quan á nha. Quảng Bình với Bình Định nó giống chữ Bình. Cái miền Trung, cái thuốc miền Bắc đúng không? Dạ. Hai bạn lần đầu tiên gặp nhau là như thế nào? Dạ, tụi em gặp nhau là do nhà chồng em là sát nhà cô em ấy. Rồi em vào nhà cô em chơi. Chị Hồ em ấy mới dẫn em qua nhà anh giới thiệu. Đây là em Hồ ở quê mới vào. Ở nghĩa là ở Sài Gòn hay là ở đâu? Dạ, ở Gia Lai. Gia Lai đúng không? Ở nhà chồng. Là hai đứa bây giờ ở Gia Lai hay là ở ở đây? Dạ, hai em thì hiện đang làm ở Sài Gòn đây. Gặp nhau thì ở Gia Lai, lúc đó thì em còn đi học trung học phổ thông. Vậy là biết nhau cũng lâu hả? Dạ. Hè 11 của anh, còn em lúc đấy thì em nghỉ học rồi. Lần đầu tiên em nhìn thấy cô gái này chắc chắn là thích cổ đúng không? Lúc đấy em ấn tượng vợ em thì vừa đen mà vừa xấu. Người ta nói là vậy thì thành công á anh. Còn em thì sao? Ông có vừa đen thì sao không? Dạ không, anh thì cũng dễ thương nhưng mà lần đầu tiên em gặp thì cũng không có ấn tượng gì hết. Tại vì anh cũng nhỏ nhỏ con, với lại lúc đấy anh đang phù hồ tại vì là nhà đang xây nhà bếp. Nên là anh mặc áo sơ mi nhưng mà cái cúc ở đấy anh không có gài. Nhưng mà em thì em thấy đàn ông mà không gài cúc ở đấy là em ghét lắm nên em không có ấn tượng gì hết. Hai gia đình qua lại một thời gian em qua sang chơi vậy thôi. Cái cách ứng xử của anh em cũng mến, chỉ đơn phương thôi, em thích vậy thôi. Ủa rồi anh có biết là em mến anh không? Dạ không, lúc đấy em không. Dạ, tức là hai bạn biết nhau thời điểm đó rồi sau đó có yêu nhau không hay là tách xa nhau không? Một thời gian rồi mới yêu trở lại? Không, hay lúc đấy là em về quê luôn, em về Quảng Bình rồi á, cắt đứt luôn. Một năm sau anh học xong lớp 12, anh thi đỗ đại học. Thì ba mẹ anh ấy mới mua điện thoại cho anh. Khi mà vợ em đi về ngồi đấy thì có để lại số điện thoại. Có điện thoại thì lúc đấy em chưa có số điện thoại của ai hết. Thì mình lấy số là có điện thoại mừng quá mình. Dạ. Phải kiếm người nói chuyện. Dạ. Chỉ là kiếm người nói chuyện mà thôi chứ em cũng không có ý định gì hết. Dạ. Là lúc đó là cô này đã có di động rồi. Dạ, do hồi đấy em nghỉ học sớm nên em đi làm nên em có di động sớm. Còn anh... Mà chị hỏi lúc đó là em nói tiếng Quảng Bình đúng không? Dạ, em nói tiếng Quảng Bình. Rồi em nghe em có hiểu không? Dạ không, thực tế thì lúc đấy vợ em mà nói thì em chỉ ngồi em cười thôi. Với hai đứa ngồi bên nhau thì sẽ nhắn tin điện thoại qua lại. Hai nhắn tin là còn hiểu nhanh đúng không? Dạ vâng. Chứ nói chuyện qua điện thoại là coi như là mạnh ai mới nói. Lần đầu tiên em gặp chồng em cũng không hiểu tại vì chồng em nói tiếng Bình Định mà.
ổi thì nói là ẩu 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 là đúng rồi là nội, mà cái tiền mà để hiểu để cái thời gian mà hiểu nhau chắc cũng tốn lắm à, đúng không? Nói chuyện với nhau qua điện thoại là mấy năm thì mới gặp lại nhau? Lúc đấy em về Quảng Bình xong rồi em vào Đồng Nai em làm công nhân. Em lúc đấy thì em học đại học. Học ở ngoài ngoài Bình Định luôn. Bình Định. Tối nào tụi em cũng nhắn tin trò chuyện trao đổi với nhau. Thì em thấy em, vợ em thì đi làm rồi thì em cũng đồng cảm với vợ em. Thì bắt đầu em cảm thấy là em thương vợ em. Thì sau đấy thì em tỏ tình qua điện thoại. Em đồng ý làm bạn gái anh nha. Dạ. Nhưng mà lúc đầu thì vợ em thì cũng không đồng ý. Vợ em nói là thôi làm anh em bình thường đi như trước giờ đi. Bao lâu thì mới đồng ý? Chắc hơn tháng thôi anh. Làm giả thôi mà, trước đấy mình thích rồi mà. Tụi em là yêu xa. Yêu xa bao nhiêu năm? Yêu xa gần 8 năm anh nhỉ. Lần đầu tiên mà hai đứa gặp mặt sau khi mà em về Quảng Bình á thì là mấy năm? Thì gần 1 năm sau. Gặp nhau ở đâu? Ở Bình Định ha chị, ở Quy Nhơn. Thân gái dặm trường về Quy Nhơn thăm ảnh. Rồi có ở lại không em? Dạ có, ở lại một đêm. Ở lại một đêm, rồi đêm đó em ngủ ở đâu? Em ngủ ở nhà nghỉ. Anh thuê nhà nghỉ cho em ngủ. Rồi ảnh có vô ảnh coi chừng cho em ngủ không? Dạ có. Vô nhà nghỉ thì em cũng sợ vợ em một mình gái đơn thân á anh. Gái đơn thân. Ma nó nhé. Dạ, nên là em ngủ ở lại, em trông chừng vợ em. Thì là tối hôm đó thì hai đứa chỉ nằm... Đêm đấy thì hai đứa chỉ nằm ôm nhau ngủ thôi. Em vào thăm anh Tân thì cứ một năm là em vào ba lần. Em quen anh thì anh đang học đại học thì em thấy mình làm công nhân mình cũng không xứng. Nên là em quyết định em về Huế em học lại cấp phổ thông 3 năm. Sau khoảng mười mấy lần mà ngủ chung nhưng mà không làm gì được. Không không à. Thì bữa đấy thì em đánh liều luôn. Lần đầu tiên thì em cũng không có cảm xúc gì mấy anh. Tại vì em cũng... Lần đầu tiên mà cũng chưa làm ăn được gì nhiều. Sau đêm đó là em nghĩ em cảm nghĩ như thế nào? Chắc chắn là em sẽ lấy vợ em. Dạ. Sẽ cưới vợ em luôn. Dạ vâng. Hai đứa yêu nhau tới 8 năm. Dạ. Dạ vâng. Có biến cố gì trong lúc mà yêu nhau không? Lúc đấy là em sinh viên năm cuối năm 2 thì anh nói chia tay. Lúc đấy anh đang làm ở Sài Gòn. Thì em không đồng ý. Tại vì em nghĩ nếu mà anh đã suy nghĩ anh đã ngủ với em rồi thì anh phải lấy em thôi. Nên là lúc đấy anh vào Sài Gòn anh chia tay em thì anh khóa Facebook, Zalo, anh chặn em hết, chặn số điện thoại, chặn hết. Lúc đấy em chỉ điều tra qua anh em họ của anh á, là anh ở quận 8 ở đường Phạm Thế Hiển. Thì ngày đấy em mới nhận tiền lương, tiền làm thêm thì em không biết anh ở đâu hết, nhưng mà em nghỉ em vô em lục tung cái Sài Gòn luôn, em tìm ra cho bằng được anh. Cuối cùng có kiếm được không? Dạ có. Tối mà em lên xe á thì em vẫn chưa biết anh ở đâu, em cũng không quen ai hết. Thì em lập cái Facebook mới thì em vào tường của em thì em thấy anh thay đổi hình đại diện ấy. Thì có một cái anh kia anh vào anh bình luận thì em nói về công việc thì em nghĩ đây là làm cùng công ty. Thì em thay cái hình đại diện thật đẹp, em kết bạn với anh đấy. Xong rồi em nhắn tin qua lại với anh đấy. Xong rồi em mới kể vậy á. Em kể là em đang vào tìm anh này. Em nhờ anh ấy giúp. Lúc đầu anh ấy cũng không giúp. Xong rồi em khóc lóc. Em kể là em bắt anh ấy phải chở để em đi tìm anh Tân. Chở qua bên công ty em luôn. Thì em đang làm thì em nhìn ra. Em nhìn thấy cái dáng ai cũng quen đi ngang qua lưng em. Em nhìn thấy dáng em sao cảm cái dáng cũng hơi rùng rợn. Hơi rùng rợn. Sao thấy cái dáng ai cũng quen chạy quay lại thì em thấy. Dạ. Lướt qua như một bóng ma vậy đó, phải không? Hơi nhụt nhạt vậy đó. Nhưng mà chị hỏi là lý do gì mà lại chia tay? Em quen vợ em á thì ba mẹ em biết. Thì mẹ em thì cực kỳ phản đối. Lý do vì, là? Vì vợ em ở xa quá. À, sau khi mà em phải buộc lòng phải nghe lời mẹ thì lúc đó có thêm một lý do nào khác nữa không? Ví dụ như là em có người khác? Thì là có một cái cô bạn và học chung thì là cô em thì mới chia tay người yêu. Thì là em nhắn tin em hỏi thăm này nọ thì là cô lại mến em. Vợ em thì cũng biết được cái chuyện đấy, biết luôn. Dạ đó cũng là một lý do luôn. Rồi thì tại sao tụi em có thể lấy nhau được? Em có bầu. Em cứ vào em thăm anh thì em làm lành lại thì anh lại tình cảm lại, xong em về anh lại chia tay tiếp, xong em lại vào, xong này em vào xong anh tình cảm lại với em thì em lại về, xong cứ một năm vậy á. Sau một thời gian dài mà em ngăn cản á thì cũng không làm thay đổi được em.
thì mẹ em cũng buông xuôi rồi, mẹ em không phản đối nữa. Thì mẹ em nói là thôi chờ khi nào Huyền học xong thì mới tiến tới là hai đứa lấy nhau. Nhưng mà trong quá trình đấy thì vợ em thì học chưa xong, nhưng mà lúc đấy em về thăm vợ em thì vợ em có bầu. Cái như cái bầu mấy tháng rồi về đám cưới? 6 tháng. Nếu mà có bầu vậy sao không cưới liền mà để 6 tháng mới cưới? Vợ em có bầu thì là lúc đấy em đang công tác ở Nha Trang. Thì sau 2 tháng thì em về nhà thì chọn ngày rồi, nhưng mà phải qua thêm 2 tháng nữa mới cưới được. Là lúc đấy thì vợ em có bầu bầu lên 6 tháng rồi. Rồi, như vậy tất cả mọi thứ đều tốt đẹp suôn sẻ rồi. Sau coi như là bao nhiêu là những cái gian truân ha. Đi xa rồi đi tàu xe rồi. Rồi thăm nhau. Thăm nhau mà thăm đến lần thứ mấy rồi bắt đầu mới thành công đúng không? Yeah. Rồi bây giờ tụi em là đã cưới nhau được bao lâu rồi? Với nhau là tụi em vừa kỷ niệm ngày cưới 2 năm. Em bé thì ở nhà với ông bà nội. Tức là ở Gia Lai hả? Dạ. Ồ vậy hả? Dạ, hai vợ chồng em vô đây đi làm. Bao lâu mới thăm bé? Dạ, 1 tháng, có khi thì 1 tháng, có khi 2 tháng em về. Do em làm kế toán nên cũng khó nghỉ. Vậy thì giờ 2 năm ở chung với nhau, tật xấu của anh ấy có lòi ra không? Ý tật xấu nhưng mà em chỉ ghét nhất cái tật là cứ máy mùi xong bôi lên người em gớm. Đấy nữa hả? Đó. Sao nhiều người đàn ông có cái bệnh này ghê ha? Gớm kinh khủng luôn. Nhiều lúc em đang ăn xong rồi nằm vòng ấy, anh bôi em mắc ói luôn á. Ói luôn hả? Em mà ghét cái gì là cứ càng làm ấy. Em đi làm về nấu ăn mệt ơi mệt, thì thay đồ rồi tắm rửa rồi em nấu ăn xong ăn đi, cứ đi theo ôm này, ba thương mày lắm nha này, ôm rồi đi qua đi lại chọc cái gì không. Nên em cũng nhiều lúc cũng bực mình. Giỡn nhây đó đúng không? Cứ giỡn nhây mà lầy nữa đúng không? Thôi đó hả? Có giúp vợ trong công việc nhà không? Có, chồng em giúp hết. Giặt đồ rồi, quét nhà, lau nhà, rửa chén rồi, chồng em nấu ăn rồi. Vậy hả? Rồi bây giờ hỏi lại nè. Bên ấy tật xấu gì? Vợ em thì nấu ăn không ăn được ngon. Em thấy em nấu ăn cũng ngon á. Thì em bày vợ em thì vợ em không có làm theo em. Mà cứ đi lên trên mạng coi mấy cái bài trên mạng xong rồi về làm theo, rồi bắt em ăn. Cái đấy là bạch. Dạ đúng rồi, cái đấy là một cái cực hình. Dạ bây giờ em hãy cực hình đó, cực hình đúng không? Rồi gì nữa cực? Nấu ăn thì hậu đậu lắm. Vỡ cái này, vỡ cái kia, đổ cái nọ thì thường xuyên xảy ra. Ví dụ đang chiên đồ thì cái chảo dầu đang nóng. Thì em bảo là đổ dầu ra ngoài để lấy cái chảo để chiên cái khác. Thì là lấy cái chén nhựa mỏng rồi đổ dầu vô. Dạ, sao nó quéo cái chén lại. Em nhìn em chỉ biết em đứng em nhìn luôn. Không đứng hình luôn. Đứng cái không có hậu đậu. Rồi, có ghen không? Ghen cực kỳ ghen luôn. Thì em đi làm thì hay tiếp xúc với đồng nghiệp, nhiều đồng nghiệp nam có, nữ có thì hỏi thăm nhau vậy. Thì vợ em về là ngày nào cũng kiểm tra điện thoại hết. Thấy mà cô nào mà nhắn tin lỗi, nhắn tin làm gì đây, để vô coi cái đã. Vợ em thì thích coi phim Việt Nam cũng coi, phim Thái Lan cũng coi. Coi ngồi khóc. Những cái bộ phim mà chồng mà đi ngoại tình này kia nọ khác thì lúc đấy thì lại thấy em, tiền em. Gọi là gì đó? Liên tưởng. Dạ, liên theo đó. Cái bệnh liên tưởng. Cứ mơ toàn thấy mơ em đi ngoại tình. Sao sáng dậy chửi em? Thôi. Nó cũng lầy lắm á. Anh đen ngay từ đầu, em chặn ngay từ đầu chứ không. Để lỡ có chuyện gì mình khổ nhất mà. Nhân đây thì Tân muốn vợ mình thay đổi điều gì? Mong muốn thì là những cái tật của vợ em như là hay ghen hoặc là hậu đậu thì bớt hậu đậu lại chút đi. Hay ghen với càng làm. Bớt giận đậu lại chút. Sao bớt được? Con chồng chu đáo quá mà. Rồi giờ tới em đó, em mong muốn Tân thay đổi điều gì? Rồi em cảm thấy là chồng mình hiện tại rất là thương vợ thương con. Nhưng mà em muốn hơn nữa. Với lại là bỏ cái tật máy mũi đi, gớm quá. Được không em? Em thấy cái mong muốn của vợ em có đáp ứng nổi không? Nó quen rồi chị. Với lại cái đấy cái sở thích của em nữa. Dạ. Cái vụ mà biết vui là sở thích đó, đúng không? Dạ. Chú vui sở thích đó. Rồi. Hai bạn bây giờ đã là quá hạnh phúc với nhau như vậy rồi thì chỉ mong rằng là có một cái nhà ha. Để hai vợ chồng sống yên vui trong ngôi nhà hạnh phúc. Dạ, nha. Xin cảm ơn em. Rồi, cảm ơn hai đứa nha. Rồi, tôi đã nhận ra ai rồi. Nhận ra rồi phải không? Mời.
Đây chắc có lẽ là quý vị cũng dễ dàng nhận ra đây là một cặp đôi rất là hot, đặc biệt là các bạn trẻ, những bạn mà yêu thích TikTok thì chắc chắn là các bạn đã nhận ra cặp đôi này là ai rồi. Tuy nhiên đến với chương trình Vợ Chồng Son thì xin mời hai bạn nha, làm đúng thủ tục đó là giới thiệu về mình, công việc ở đâu. Mời hai bạn. Đầu tiên thì xin gửi lời chào tới chị Hồng Vân với anh Quốc Thuận cùng với tất cả quý vị khán giả. Em tên là Lê Chí Linh, còn vợ em là Trịnh Thị Kim Ái. Bây giờ em giới thiệu về em đây nè, em là tuổi nè, quê em ở đâu nè, hiện giờ em đang làm nghề gì nè. Em năm nay là 34 tuổi và em ở đến từ Hà Tĩnh. Và em hiện tại đang làm về công việc về kinh doanh. Em kinh doanh tự gọi là cũng như tại nhà. Đúng ạ. Tự mình làm chủ mình đúng không? Đúng ạ. Công việc em là cái gì, em có thể chia sẻ tí xíu được không? Em có hai cái. Thứ nhất là em làm về kinh doanh về mỹ phẩm với thực phẩm bổ sung. Cái thứ hai đó là em dạy về marketing. Dạy về marketing. 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 Nhưng mà là em là cái nick của em ở trên TikTok đó là cái gì? Lê Thị Linh luôn. Lê Thị Linh. Chí Linh. Nói cho rõ. Không, Thị Linh là sao hả? Phải, cho nên là mình cố tình mình nói đi cho bạn ấy phát âm chuẩn nghe. Rồi mời em. Em xin chào chị Hồng Vân với anh Quốc Thuận và xin chào khán giả. Em tên Trịnh Thị Kim Ái, em cũng 34 tuổi, bằng tuổi Lê Chí Linh. Em đến từ Cà Mau. Trời ơi, một chàng trai ở Hà Tĩnh lấy cô vợ ở tận Cà Mau. Hai bạn làm sao gặp nhau? Cơ duyên nào? Ai để ý ai trước nào? Thôi bây giờ kể cho chương trình nghe. Em với vợ em gặp nhau lần đầu tiên là ở trong sông Bài. Ở tại Marina Bay Sands. Trong casino. Sao em nghe nhầm hoài vậy ta? Tại vì chị nói nghe cái tiếng vùng miền địa phương á là em phải để chị. Kiểu gì chị cũng nghe được hết trơn. Nãy giờ là Linh nói câu nào là chị nghe câu đó nha. Nhưng mà anh Thuận là bị nghe lộn mấy câu luôn rồi đó. Mấy cái. Người ta Chí Linh mà nghe Thùy Linh là sao? Sông Bài mà ra sân bay. Sông Bài mà ra sân bay là sao? Trời ơi. Trời, nhưng mà đó, nhưng mà với vợ á là em nghe nghe chuẩn lắm chị, nghe chuẩn luôn á. Tại gần nhau á. Sát nhau. Tại cùng miền đó. Rồi sao nè? Thì lúc đó là vợ em đang cùng với mấy người bạn đang đánh ở cái bàn, trong cuối cùng bàn luôn. Thì lúc đó em đi qua em thấy dễ thương quá, xong em chạy lại em ngồi em chơi chung. Xong rồi bắt đầu em bắt chuyện làm quen. Thì lúc đó vợ em cũng không có chịu trả lời, chỉ có mấy người kia trả lời thôi. Thì em hỏi là bạn em ở Việt Nam hả? Thì mấy người bạn kia chỉ gật đầu thôi, còn vợ em thì không có trả lời. Thì lúc đó là em cũng nhắm muốn bạn này trả lời nhưng bạn không trả lời mà mấy người kia trả lời. Ủa mà lý do sao em không trả lời, tại thấy cái đầu. Đây chị hỏi Linh nè, Linh câu bữa đó là thua hay thắng? Dạ hôm đó có ngày thua ngày thắng, bởi vì cái hôm mà gặp bé vợ là hôm đó thua hay thắng? Hình như hôm đó thắng. Thắng là may mắn đó. Làm sao ta, vậy là cái câu mà đỏ tình đen bạc á, là sao nó không đúng ta? Nhưng lúc đó là vẫn chưa cua được chị. Thời điểm đó. Cái hôm đó là chưa cua được. Dạ đúng rồi, đó là mới gặp lần đầu tiên thôi, phải một thời gian sau nữa thì mới bắt đầu cua được. Thì đó thì bà đây nè, bây giờ là mình sâu lại, là mình sâu lại nè. Đó, bữa đó thắng, gặp cô này nói chuyện mà cô không nói lại. Cô không thành nói. Nghĩ ra suối là đen. Đúng là đỏ đen, đỏ bạc. Vẫn là còn đỏ bạc mà vẫn là đen tình. Thì quá thôi. Dạ. Thì bạn ghê. Sau này khi mà cua được thì lúc đó mới thua nhiều. Đó, đó, cái gì đó, đen tình đó. Rồi sao nè? Cho hỏi là tại sao em lại không nói chuyện với người ta? Tại vì em không thích thấy ổng, lúc đó ổng nhìn ổng như dơ, ổng bẩn á. Ủa lúc đó có tóc không? Em sẵn tóc. Lúc đó ổng có tóc, phải ổng không có tóc là bây giờ em quen rồi. Hồi đó ổng không có tóc mà nhìn nó mấy cọng le que. Có tóc chứ. Anh vậy là đẹp rồi, trong em thì xinh xấu lắm. Thối đúng không? Thối dạ. Mà không chấp nhận. Đúng rồi. Mà ổng lúc nào cũng mặc kiểu mà áo sơ mi á. Sọc, lúc nào cũng anh ta đi nhìn ổng già lắm. Em nói thằng cha, em tưởng đó ổng là người India. Tưởng đó hả? Dạ. Anh Tân đi. Tại vì em thích người India, hay bị hôn nách á. Em không có thích vậy. Em sợ ổng bị hôn nách. Em ngồi xa ra. Tại vì nghe cái mùi đó em sợ, em không dám ăn hành tới giờ. Nên em bị sợ. Sợ, nhưng mà cái ngày đó thắng thua nào?
Không, bữa đó là thua cho nên em mới mượn tiền ảnh. Là cái bữa đó? Là ngay bữa đầu tiên luôn. Dạ đúng. Ê, xí. Nè, nó nghe nè. Sao không nói chuyện với người ta mà tới khi thua thì lại mượn tiền người ta? Mượn tiền bà chị của ảnh mà sao chị của ảnh đưa cho ảnh em xuống á. Dạ. Như vậy là biết bà chị. Dạ biết. À, như vậy là bên này có nghĩa là họ đúng, họ cũng đã có một cái mối quan hệ. Có một, em không nghĩ dây mơ rễ má đó, đúng không? Dạ, như một cái duyên á. Một cái duyên đúng không? Như một cái duyên. Dạ. Rồi sao nữa nè? Có như vô tình cứ như mượn tiền của ổng. Đó là lúc đó mượn tiền là không biết đó là của em. Thì lúc đó em cũng không biết là bạn này sẽ mượn tiền. Đó thì sau đó là em xin hoài không được thì em đi. À, em đi em để đó em. Số điện thoại á. Dạ. Em đi. Dạ. Cô đâu có biết em cho mượn. Dạ đúng rồi. Thì sau đó một hồi lát nữa thì chị em này là em xuống đưa tiền cho cái bạn dưới này với. Thì em đưa xuống em thấy wow. Ok đấy. À, lúc đó có xin được không? À, lúc đó thì vẫn chưa, xin bạn vẫn không cho. Đó. Thì phải một thời gian sau nữa thì em xin của chị em. Thì chị em mới cho số, thì bắt đầu em mới gọi điện để liên lạc. À, một khoảng thời gian sau là chắc là không gặp nhau trong sòng bài nữa. Dạ vẫn ngày nào cũng gặp. Sao đánh nhau liên tục vậy? Hồi đó đánh với nhau cũng phải 6-7 tháng ở trong đấy. Dạ. Trời đất ơi, chắc trời ơi, gặp nhau mà thấy là trời trong đó. Như vậy là đến tháng thứ mấy thì bắt đầu là em chịu anh này cũng lâu lắm, tại vì cũng khoảng một tháng em có bồ đó à. Em sắp lấy chồng ở bên Singapore là cho nên em ở bên đó luôn rồi à. Là anh này thì qua bên bản học thì em đi đứng bài, ảnh mới gặp em ở trong đó. Nhưng mà là ảnh biết em có bạn trai không? Biết mà ảnh vẫn cua. Dạ. Ảnh ghê lắm, ảnh cua mà bồ em á thì biết tiếng Việt hơi, ảnh cua, ảnh không có bỏ đâu. Ảnh khi mà em nói là anh đừng có nhắn tin, tối nay em đi ăn với bồ em. Khi mà em thường ổng đi ăn với em thì ổng cũng biết em hay để cái điện thoại trên bàn á. Thì ổng nhắn liên tục, thằng bồ em thì nó hay ghen, nó thấy là nó chụp nó coi, nói là em khi nào em bỏ bài anh mới đến với em chứ không thôi anh không có thương, anh không chấp nhận em đâu. Thằng kia wow, có gì, nó không có. Cái em nhắn là em điện là em chửi nó, bảo anh không có gì anh nhắn tin, không anh nhắn lộn em ơi. Mà ông nhắn liên tục vậy đó. Cố tình đúng không Linh? Ông cố tình mà. Rồi thằng bồ em giận. Nó bỏ em. Dạ. Tại vì ông chơi cái, tại sao anh hỏi câu đó, không phải là vô duyên đâu. Dạ đúng rồi. Anh biết chắc với cái kiểu, cái nhân vật này cố tình lì lợm mà chơi kiểu đó là chắc chắn bồ. Dạ đúng rồi, chắc cũng vài tháng anh. Nhưng mà cái đó là kế hoạch của em đúng không? Dạ, đúng rồi. Kế hoạch để đánh bật đối phương đúng không? Dạ đúng rồi. Đó, rồi mới hốt hàng được. Dạ. Ủa nhưng Linh ơi, lý do gì mà Linh biết là cô này có bồ rồi cố tình là chơi cái chiêu đó vậy Linh? À, thì lúc mà em gặp nhau em khoảng 1-2 ngày sau em tỏ tình. Tức là em làm lập lệ luôn. Thì bạn biết nói là em có bồ rồi anh đứng cua nữa. Thì em nói là em có bồ đó là việc của em, còn việc anh cua em đó là việc của anh. Ồ đúng rồi. Chắc em linh lì thiệt luôn á. Dạ. Ừ. Chị ơi, em gần cuối luôn rồi chứ không phải là bồ nữa. Xong bạn bảo là không, bọn em chuẩn bị cưới, chuẩn bị lập gia đình rồi. Em mới bảo là người ta lấy nhau, người ta làm ly dị được thì yêu nhau chia tay. Trời ơi. Không biết là cái độ lì ổng tới cỡ nào rồi. Đấy nghe nè, ngoài cái việc là nhắn tin, cố tình nhắn tin quấy rối để mà coi như là chọc ghen ông kia, thì em còn những cái kế hoạch nào nữa không? Hoặc là những cái chiêu nào nữa không? Đồ em show luôn đi. Gần như là cái thời gian đầu tiên á, là sáng, trưa, chiều, tối là em đều nhắn tin. Đó, thì khi mà nhắn cái là bạn bắt đầu chặn số, thì bắt đầu em tạo Viber. Đó, rồi chặn Viber thì em lại mở cái line. Rồi nói chung là em tạo ra các mạng xã hội khác mà để kết nối. Thì khi mà bạn chặn cái số này thì em lại mua cái sim khác và nhắn tiếp. Đó thì sau đó em mới nói với bạn là bây giờ em đã chặn được 7 tỷ cái sim ở trên thế giới này không? Nếu mà không làm được thì đừng có chặn. Hay quá trời ơi. Tôi cảm giác em sao? Để cảm giác của em. Trời dễ sợ quá. Lần đầu tiên á, với mấy thằng đầu cũng ghét chồng em lắm luôn. Em ghét nè, tại vì cũng phá mình đó, mình ghét đó. Là em chặn hết, xong rồi em nói là anh với em không thể nào đâu, thật sự mình nói em em làm bên cái ngành làm đẹp á thì em thích mấy người kiểu như tóc tai thì phải là đẹp để em làm kiểu đồ ổng thì tóc kiểu đó làm sao, rồi thêm ổng ăn mặc xến xúa nữa, cái thời trang có phù hợp với em.
em mới nói là anh với em không có thể nào, với ổng thì làm thầy giáo, ổng mở miệng ra thì ổng cứ dạy đời mình không mà. Em nói trời, nghe chỗ này chắc nhức đầu chết luôn rồi. Ổng nói là anh sẽ thay đổi cuộc đời của em. Thôi thôi cha đi ra giùm con cái, kiểu này chắc chết mất nội. Mà tại vì thật sự mà nói em với anh là một trời một vực, em nói không thể nào đâu, lấy anh về chắc tôi chết. Nội mà bị chết thôi cũng bị chết, với ảnh là người miền Trung nữa. Cho nên em nói lấy dâu về ngoại chắc em chết nó. Không có đâu, em với anh không thể. Em thì anh với em, anh cũng có bồ, anh đâu có thể đâu, mình làm bạn nói chuyện thôi. Em nghĩ là vậy cho nên mới nói chuyện. Mà không ngờ ổng chưa chiếu. Chiêu đó đó phải không, là chiêu đó. Dạ. Xong sao nữa? Thì cứ nhắn hoài em chận hoài rồi chuyện gì xảy ra sau đó? Lúc đó em lập kế hoạch là thời gian nguyên tháng đầu tiên là ngày nào cũng phải nhắn tin để gọi là ám thị vào trong cái tâm trí của bạn này ấy. Thì sau đó đến khoảng một tháng sau ấy, thì đột nhiên là em không xuất hiện nữa. Em về Việt Nam là em không có liên lạc với bạn, không nhắn tin, không gọi điện, chỉ một tuần hết. Mất tích luôn. À, mất tích luôn. Trên thị trường chứng khoán luôn. Dạ. Rồi sao? Thì sau đó bạn ấy mới nhắn tin hỏi là anh lâu rồi khỏe không? À, dạo này không thấy. Thì em biết là cá đã cắn câu rồi. tức là cái chiêu đó là cái chiêu mà thực sự đàn ông rất là hay dùng. Tức là họ làm cho mình tạo thành một thói quen. Dạ đúng rồi. Phụ nữ thì hay bị chết bởi những cái thói quen á. Rồi đến khi mà làm mất đi cái thói quen đó một cái là rối liền. Rối thực lắm. Sự là rối liền đó. Thật ra là trong hàng vạn tin nhắn đó chắc chắn cũng sẽ có rất nhiều tin nhắn làm cho em thổn thức đúng không đó. Rồi sau đó tình cảm của hai người tiếp tục như thế nào? Đâu, tức là sau một tuần chứ. Sau một tuần đó. Ủa, một tuần hay một tháng? Một tuần. Sau một tuần em chỉ không xuất hiện một tuần thôi. Biến mất một tuần đó. Rồi sau đó thì em mới bắt đầu quay lại sinh. Mới lại sinh nữa. Dạ. Ừ. Em mới nhắn cho bạn thấy là anh mới qua này, rồi đi ăn đi. Thì sau đó em mới nói là một tuần rồi ấy, thì anh cũng suy nghĩ rất nhiều. Thì chắc là anh em mình chỉ là anh em thôi chứ không có yêu nhau được đâu. Đó. Cũng là chiêu đúng không? Mình biết là bạn này thích mình rồi. Ừ. Thì mình phải bắt đầu làm cành cao, cao lên rồi lúc đó em sao? À. Em nghe anh này nói cái kiểu mà chỉ là anh em thôi thì lúc đó em sao? Thì cái ông này ông cũng chảnh mà, thì cũng đi ăn thôi. Nhưng mà thật ra ông nói gì thôi, chồng cũng tấn công liên tục à. Không, ý chị đừng nói cảm xúc của em á. Khi mà em nghe anh nói cái ý định của anh là thôi thì bây giờ mình không đến được với nhau thì mình chỉ là anh em thôi, thì lúc đó trong lòng em đang nghĩ như thế nào? Giờ cũng lúc đó thì em chưa xác định là biết có thương hay không. Nhưng mà trong đó mình cảm thấy nó hơi buồn một tí xíu. Tại vì lúc đó mình còn bạn trai, chưa có chia tay. Lúc đó mình cũng nghĩ bình thường. Em mới nói với anh là ngày mai em sẽ đi tàu casino chơi với bồ em rồi. Là cái lúc đó ổng mới chơi chiêu nữa, lúc đó mới là thương. Sáng sớm ổng đi trước bồ em, là bồ em cho người lại đón em, là nhà em đón. Thì ổng đi lại trước. Em không ngờ là ổng gan vậy đó, ổng đi lại trước luôn. Ông nói là thôi em đừng có đi. Kiểu như ổng tấn công trước đó chị. Hớt tay trên đó. Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi sao? Em sao? Cái bắt đầu em lúc đó em có không nghĩ là mình thương đâu. Mà sao em nghĩ là không biết sao em mới chọn là em ở lại với ổng, là em không đi. Tại vì em biết là lúc đó là em ở lại là chắc cú là bộ em sẽ chia tay. Tại vì lính của bộ em thấy hết rồi. Em mới nói ủa sao lúc đó mình không hiểu luôn á. Tại vì thật ra lúc đó mình cũng đang thiếu nợ. Tại vì bồ của mình nó là người chồng sắp cưới, có thể cho mình, nó kêu là đi với nó lần này về là cho trả nợ hết rồi xong về cưới, là không có tới lui với thằng này nữa. Tại vì nó bực lắm rồi, nó không vô đó chơi mà, tại vì nó thấy là xuất hiện lần nào thằng này cũng đi bên cạnh nó chơi á, là nó bắt buộc là đi xuống tàu chơi chứ không có vô casino chơi nữa, mà là nó bao nguyên chiếc tàu chơi mà ông nội này ông còn giữ dân. Ông còn đi lệnh trước nữa, tức là trả hết nợ luôn cho vợ. Dạ không, lúc đó em cũng đánh thua hết rồi. Cảm hết rồi hết. Dạ. Thì lúc đó em còn cái điện thoại với là cái máy tính. Máy tính. Rồi em mới nói là thôi bây giờ em đừng đi với người ta nữa. Em biết đâu em xuống đó em chơi cũng thua cũng vậy à. Đấy, còn đi với anh à. Đó, ví dụ người ta có 1 triệu người ta cho em 10.000 thì nó là bình thường. Còn anh không có gì anh cho em hết tất cả thì đó mới là tình thương của anh. Đúng rồi, ổng nói câu đó mà mình cảm thấy thương ổng. Là bắt đầu là thương ổng. Dạ. Là đi theo ổng. Dạ đúng. Rồi sau đó là em mới cầm luôn cái điện thoại, cầm luôn cái máy tính để đưa tiền cho. Đúng. Nhưng mà là ngày hôm đó là coi như là chính thức là quen nhau chưa? Dạ cũng bắt đầu rồi.
đó. Dạ. Rồi là cứ về chuyến đó xong là bồ chia tay mình luôn. Dạ. Cũng chưa chia tay đâu mà tụi em chia tay. Rồi sau đó tình cảm của hai đứa là có chính thức có hai đứa chính thức là yêu nhau đó. Chính thức là yêu nhau. Hai đứa có yên ổn không? Hay là có sóng gió? Dạ. Có trục trặc gì không? Có chia tay chia chân gì không? Dạ, rất là nhiều sóng gió. Khi lúc đó thì hai đứa quen rồi, thấy ở bên Sinh thì khi đó em ở bên Sinh thì tính lấy chồng ở Sinh cho nên mới ở, thì không ở nữa thì hai đứa mới nói là thôi về Việt Nam làm lại, thì cũng quay về Việt Nam. Thì lúc đó thì hai đứa chơi nhiều quá, nợ nần nhiều, quay về một cái con số 0. Mới đi làm lại thì nó hơi bị khó khăn, mà lúc đó thì mình về đây thì mình bỏ tất cả với ổng. Về giai đoạn đầu thì có một mình ổng, nhưng mà lúc đó về lại thì bị khổ lại bị ổng lăng nhăng đó, lúc đó bắt dính, thì lúc đó cảm thấy bị cú sốc quá lớn, tại vì mình nghĩ là mình bỏ hết tất cả, gia đình ai cũng la hết, con suy nghĩ kỹ chưa mà như vậy, tại vì đất nước Sinh một đất nước phát triển mà nhiều người ao ước không được. Mình thì có một cái người cũng tốt, thật ra cái người bạn kia thì cũng rất là tốt, lo cho em thì hồi đó tới giờ cũng lo gia đình em, mà bây giờ chọn một người như vậy đi về. Về đây là bị ổng lăng nhăng. Dạ. Và sao Linh nói ông đừng mê gái dữ lắm chị ơi. Thì đàn ông ai mà mê gái, nhưng mà vấn đề ở đây là tại sao mà em khó khăn lắm em mới hốt được cái hàng này, mà giờ em về em lại đi tìm những cái hàng là sao? Hồi đó là về em nghĩ là em sẽ thay đổi vợ em, xong đó thì em nói mấy năm sau vợ em mới chịu thay đổi. Đó, bởi vì vợ em cũng mê đánh bài. Về Việt Nam rồi đó thì em gom mãi mới mua được cái máy tính. Đó, thế là vợ em ở nhà, khi mà em để cái máy tính ở nhà để em đi uống cà phê, về bà đưa cầm mất cái máy tính của mình để đi đánh số đề. Vậy luôn á. Nhưng mà cái vụ mà đi tiếp tục đánh bài với cái vụ mà em đi có bồ bên ngoài là hai chuyện khác. Đúng rồi, khác nhau mà. Bắt đầu mình thấy rằng là trái cái người này chắc là mình lựa chọn sai lầm rồi. Mình muốn thay đổi, mình nghĩ là sẽ giúp được họ thay đổi, nhưng 2-3 năm rồi vẫn không được. Thì thôi đi kiếm một khác. Vậy đó hả? Rồi đi kiếm một khác, rồi sao cuối cùng em lại dòng trở lại với tụi này? Xong rồi em cũng không hiểu sao, rồi bắt đầu em cũng thấy thương thương, thấy tổ. Nhưng mà hai đứa có chia tay không? Lúc mà sau, tức là quen nhau được bao lâu thì là ảnh bắt đầu có cái chuyện là lăng nhăng người này kia nọ rồi. Nhưng mà mỗi lần như vậy thì vợ em hay bỏ đi, về bên nhà em gái, lúc thì đi ở nơi khác. Thì lúc đó em thấy là không biết là người này có thực sự là thương mình hay không. Thì sau đó bắt đầu em cũng quen người này quen người kia, đến lúc vợ em quay về lại cái thế lại chia tay người ta. Xong về lâu lâu vợ em lại đi để lại quen người khác. Thì vợ em nói là giận tôi đi, mà thì em nói là đâu biết đâu, tưởng là chia tay, tưởng chia tay thì quen người khác thôi. Tưởng em bỏ anh thì anh đi quen. Ủa như vậy thì cái mối tình của các bạn đến bao lâu thì hai bạn mới chính thức coi như là lấy nhau? 4-5 năm, mà trong khoảng thời gian đó là cũng chia tay đâu mấy lần hả? 7 năm chứ, lấy nhau mới 7 năm. Chia tay 2 năm. Chia tay 2 năm, quen nhau 5 năm. Dạ, chia tay 2 năm. Thực ra 2 năm đó thì cái người bạn trai bên em Singapore về chứng kiến lại. Thì gặp lại anh này, anh em có một bệnh rất là nặng, từ mất rồi chết á. Rồi nói chung là cũng có một người cô ở ngoài vô thăm, rồi kêu em qua thăm ảnh, thì nói chung là cũng nhờ cái cô đó đưa hai vợ chồng tới, là một cái duyên. Nói chung là hai vợ chồng ngồi đây thì cũng nhờ một cái cô đó. Cái cô mà nói chung là em cũng nhớ ơn cổ suốt đời, nhưng mà không thể nói ra tên, tại vì hai vợ chồng chỉ nhớ ơn để khắc ghi trong tâm thôi. Thì một hôm cô đó vô Sài Gòn chơi, tại vì cái bé con của cô đó là chơi thân với em, mới hồi đó giờ hai chị em chơi rất là thân, coi em như là chị gái, mới mình thì coi cổ như là mẹ mình gì đó. Cổ kêu thì mình những như mình phải nể qua, như cái cô là cô của ảnh thì kêu qua thì mình qua, thì thấy ảnh bệnh gì đó mình đang sốc không có nở, thì qua lo. Bệnh nặng đó hả? Dạ đúng rồi, lúc đó em bị sốt xuất huyết. Dạ đúng rồi, thì một hôm thấy ảnh như vậy rồi chăm sóc rồi biết hai đứa có tình cảm lại. Lại cái thời điểm đó là lúc đó là em bị xong, thì lúc đó em cũng có bạn gái, vợ em cũng
chuẩn bị cưới rồi. Dạ, lúc đó vợ em bị nổi cháy dạ nên là không có làm đám cưới được. Dạ, thì khi mà gặp lại đó thì lúc đó em mới thấy là vợ mình vẫn còn có thể thương mình ấy. Ừ. Thì lúc đó em nói là thôi bây giờ cưới nhau đi. Hiểu là vợ mình thương mình thiệt. Dạ. Sau này lúc đó vợ em nói là nhưng bây giờ anh có người yêu mà em cũng sắp lấy chồng rồi. Thì em mới nói là thôi bây giờ anh về chia tay bạn gái còn em chia tay chồng em đi.